Bạn cùng ngắm những chú tắc kè với mình nha các bạn. Đây là một em tắc kè đang phơi nắng trên cái thân cây gỗ cưa, nhìn rất là dễ thương. Bạn có thấy rất là dễ thương không? Này chắc em tắc kè kỳ nhông này, kỳ nhông hổ mà em này chắc em đực. Rất là dễ thương. Em ghé mắt nhìn mình, em rất là sợ. Mấy em này rất nhát nha các bạn. Mình quay mấy em này phải cẩn thận. Mình quay máy từ xa đó, mà mình zoom lại gần các bạn. Mỗi em mình chỉ quay vài chục giây thôi, đến phút thôi, để không gian riêng tư cho các em. Rồi kế đến là một em ở trên cái thân cây tràm cưa, nhìn rất là bá đạo. Đấy, mình đang tiến, mình tiến lại gần quay nè, em cũng đang cảnh giác mình đó. Đấy, nhìn dễ thương không, liếc liếc mắt nhìn nè. Đấy, mình tiến lại gần tí nữa nha. Chắc em đấy, dễ thương các bạn. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, like và ủng hộ mình nha. Ồn quá. Kế đến là một em ở trên nhánh bình bát nha các bạn. Em này nhìn cũng rất là dễ thương. Đấy, liếc mắt nhìn mình nữa kìa. Kỳ nhông buổi sáng rất là đông, rất là nhiều. Mình đi đi đấy, anh sợ mình kìa, rồi chạy trốn rồi, trốn từ cây. Đây một em trên nhánh táo nè. Em này thì có màu đen, giống như lẫn như lá. Nhìn em tưởng đâu mình không thấy. Anh này chắc anh là kỳ nhông đực quá. Tưởng mà mình không thấy, anh liếc mắt nhìn mình, anh nghĩ chắc anh ngụy trang được, anh nghĩ là mình không thấy á. Mình cưng hơn các bạn, con mắt nó liếc lên liếc xuống, liếc lên xuống, không nhúc nhích nha, không nhúc nhích luôn, nhưng mà liếc mắt nhìn mình. Anh coi kìa, anh coi kìa, đó đấy con mắt đó kìa. Quá cưng luôn. Kế đến là một em ở trên nhánh tràm, gió đung đưa. Đấy, gió đung đưa nhưng mà anh bám rất là chắc. Đấy, gió lớn nha, anh bám rất là chắc. Bám chắc luôn, bám gió luôn. Đấy, rồi mình tiếp tục theo tới những em khác nha các bạn. Đây một em ở trên cái đống trà mục. Em này còn nhỏ, Barbie. Mình tiến lại gần tí nữa, gom lại. Thì mình tiến lại gần tí, không biết được không không nha. Tiến tới tí nữa, khó quay quá, hơi mờ nha các bạn. Này đứng lẫn giống như cái màu giống. Đây kế đến một em ở trên nhánh tràm, trốn trong cái lá. Đây, buổi sáng nhìn mấy em rất là hiền. Bạn thấy dễ thương không? Mình thích khám phá thiên nhiên thôi, không muốn bắt tụi nó. Bắt tụi nó thì tội nghiệp lắm, bắt tụi nó về nuôi cực mà không có thời gian nữa. Wow, một em ở trên cây mồng gà nữa. Em này em đực, kỳ nhông đực.
có cái viền trên lưng rất là đẹp. Hôm nay em trưởng thành rồi, em này lớn, em này đang tắm nắng và chắc rình bắt bướm bướm. Rất là dễ thương luôn. Khu này khu Sài Gòn kỳ nhông cũng nhiều lắm, nhưng mà tốc độ mà đô thị hóa rất là cao. Bây giờ Sài Gòn bây giờ hiếm những cánh đồng này nhé. Wow, một em ở trên cây nhánh tra nha, một em trên nhánh tra đang chắc cũng phơi nắng này. Giờ này là giờ phơi nắng của các em. Máy mình cù bắp quá, quay nó hơi giật giật, mình tiến lại gần không dám. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Wow, một em ở dưới cỏ nha các bạn. Đám cỏ voi, trốn trong đám cỏ nhỏ. Chúc các bạn xem video vui vẻ.